khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ của nhà nước. Vậy thì các bạn biết rằng là thường thường mà cái quỹ á, mà hỗ trợ khởi nghiệp á, thì nên là cái quỹ của tư nhân. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta lại là cái quỹ đó đến từ nhà nước. Nên là các bạn biết nhà nước thì chúng ta qua nhiều chính sách nhiều khê quá. Giấy tờ, hồ sơ, thủ tục, giấy tờ nó rất là nhiều khê. Nó lại là không phải là sân chơi của những người ra khởi nghiệp. Ở chúng ta thì hiện tại thì các cái nguồn quỹ hỗ trợ bắt đầu từ nhà nước rất là nhiều, nhưng mà đến được cái tay người khởi nghiệp các bạn nó diêu khê quá. Tại vì bản chất của một người khởi nghiệp á, mà chúng ta bắt đầu á, chúng ta không giỏi về thủ tục giấy tờ. Các bạn nhận ra điều này chưa? Đụng tới thủ tục giấy tờ mà nói một cái việc đó rất là đơn giản mà nhiều người hay hỏi mình à. Mình mà thấy nó rất là vui. Đó là trong lớp dạy khởi nghiệp á, thầy cứ dạy cái cách thành lập công ty không? Ôi trời, cái thành lập công ty mà dạy gì nó dễ không thể tưởng. Các bạn thấy chỉ cần một cái bộ hồ sơ giấy tờ, mấy cái để chứng minh nhân dân, lên sở cái hành đầu tư, ok, xin cái là xong. Nó dễ lắm. Còn trường hợp xem như các bạn không biết đi, thì các bạn chỉ cần lên sở cả đầu tư và các bạn ngồi cái phòng thông tin, nó cung cấp thông tin đó, hỏi xong rồi về mình in ra cái xong à, nó rất là đơn giản. Hoặc là thậm chí mấy đó bạn biết đi, kêu một cái dịch vụ thành lập công ty tới, nó là giải quyết hết cho mình à. Một cái thủ tục rất là đơn giản, hoặc là thủ tục thuế nó còn khá đơn giản, các bạn thấy không? Nó hơi phức tạp hơn một chút xíu thôi mà nhiều người còn không biết nó là cái gì. Thì cái thủ tục để mà được nhà nước, quỹ nhà nước mà hỗ trợ vốn cho bạn thì thôi, các bạn biết không ạ? Nộp rồi chờ duyệt rồi chờ ABC gì đó. Rồi tới gì à? Rồi để được hỗ trợ thì bạn phải ra bạn trình bày rồi cũng không trả lời được hay không được. Rồi thậm chí là duyệt được đi, xem như bạn được duyệt đi, thì 3 năm nữa chưa chắc cái tiền nó về. Tại vì cũng không biết cái chừng nào cái tiền nó về. Cái bạn không vô ra điều này là cho nên là thực sự với mình nói với các bạn này, các cái nguồn quỹ hỗ trợ kinh doanh thì thường thường là dành cho các cái doanh nghiệp lớn, họ có nguyên một cái ban chính sách, họ có công ty, nó có nguyên một cái ban bệ để đi đeo đuổi cái việc đó. Các bạn hình dung chưa? Ví dụ như là hồi giờ vừa rồi các bạn thấy là quỹ hỗ trợ cho các cái tàu biển khơi xa rồi, các bạn thấy chưa? Thì các cái công ty họ thiết lập, những công ty lớn họ sẽ ra những dự án là đóng 500 cái tàu, 1000 cái tàu biển, ok, họ làm dự án đó, họ xin chính phủ để hỗ trợ cho cái việc đó. Chứ còn mà chúng ta mới ra khởi nghiệp mà chúng ta viết ra được cái dự án, bản thân chúng ta hầu như là không có khả năng viết ra dự án, rồi mang cái dự án nó đi trình bày, ok chưa? Rồi qua các cái ban bệ duyệt thì hầu như là nó chúng ta đứt hơi rồi. Rất nhiều bạn lại cứ có tự nhiên là cứ trông chờ vào những cái quỹ đó, thì hầu như là chúng ta rất là khó. Dĩ nhiên lâu lâu chúng ta cũng có những cái cuộc thi khởi nghiệp, rồi được một vài người đó được thưởng, được nhận một cái quỹ là khoảng là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu rồi gì đó, ok mà. Thì thực sự cái đó là tạo ra một cái phong trào để có một số bạn sinh viên rồi, chứ cho trong thực tế các bạn thấy là hưởng lợi từ đó nó cũng không có nhiều. Một bí quyết để chúng ta có nhận được tiền cái quỹ là cái quỹ đó phải từ những cái tư nhân, nghĩa là một cái doanh nghiệp nào đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì gần đây thì Việt Nam chúng ta bắt đầu xuất hiện những quỹ, như ví dụ như là mình thấy bên FPT họ hình thành ra một cái quỹ khởi nghiệp, và mình thấy gần đây cũng có một cái số công ty thì nó mới nhanh được. Các cái công ty thì nó là như vậy nè. Ví dụ là bạn muốn khởi nghiệp gì đó, nhưng mà họ luôn đi theo cái triết lý của họ. Ví dụ bên FPT thì họ hỗ trợ những cái dạng khởi nghiệp về phần mềm là chủ yếu. Và các bạn nào có liên quan về phần mềm á, thì các bạn tới họ trình bày, ok đừng có khách, là họ bắt về làm luôn, họ đồ hỗ trợ cho làm luôn. Các bạn chúng ta điều này này chưa? Thì bí mật của các cái nguồn quỹ hỗ trợ đó là nguồn quỹ về tư nhân. Các bạn phải đi tìm. Ở Việt Nam hiện tại bắt đầu nó xuất hiện những cái đó rồi. Các bạn hãy đi tìm những cái công ty tư nhân nào đó họ có một cái quỹ để hỗ trợ kịp, thì các bạn cứ đi gõ cửa, nó là nó nhanh nhất. Mà không phải là dự án gì các bạn họ cũng tài trợ. Công ty họ chuyên kinh doanh về y tế thì họ cần đi tìm những cái ý tưởng về y tế, họ hỗ trợ những bạn về y tế. Bạn hiểu rồi. Công ty về nông nghiệp họ cần những ý tưởng về nông nghiệp, họ hỗ trợ những người nông nghiệp. Công ty làm về phần mềm họ cần những ý tưởng về phần mềm, chứ không phải là cái lĩnh vực gì họ cũng hỗ trợ đâu. Và cái đó là cái mà cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn. Bản thân những năm qua thì mình cũng có chia sẻ
cho một số bạn, kể cả mình cũng hỗ trợ luôn cho một số bạn khởi nghiệp. Mình thấy cái bạn đó họ rất là đam mê, họ rất là khát khao, tính tình thì rất là tuyệt vời, tố chất của người bạn đó rất là tuyệt vời, và mình cũng góp một ít vốn vào, và song song sau đó mình tư vấn cho bạn về doanh nghiệp nó cũng lớn. Mình cũng có cho tới giờ thì mình được hai cái doanh nghiệp và mình đầu tư theo cái dạng đó rồi, và họ từ không đồng bây giờ bắt đầu họ đưa được doanh thu một tháng nó trung bình cũng nằm được tỷ mấy lên 2 tỷ rồi. Có một cái doanh nghiệp thì nó sắp đạt được doanh thu một tháng là 1 tỷ, còn doanh nghiệp thì hiện tại nó ngấp nghé một tháng khoảng 2 tỷ, là cũng từ cái nguồn gọi là cái nguồn hỗ trợ tư nhân của mình. Mấy anh tư nhân thì nhanh lắm, nhanh gọn lẹ, ok là bắt tay làm đi. Cái đó là một cái cách mà mình hướng dẫn các bạn đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.